Dạ. Thứ hai là vì thế giới đức,
luôn luôn tin tưởng và kiện đó. Và quý vị kêu sợ tội lỗi, bỏ nghiệp tội lỗi, mà một chiều hiểu rộng biết bị sáng suốt và có sự bố thí giúp bọn cuối cùng có trí tuệ để thiếu sự tạm bỡ trong thời gian này thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích cao thượng. Thế thì nào là cái sự an vui và vui mãi mãi, muốn được an vui mãi mãi chúng ta phải tẩy trừ những cái mầm độc, những cái tham độc đã trong tâm chúng ta là tham sân si. Hôm mấy ngày nay hầu hết chúng ta đã thành công, mỗi mỗi chỗ chúng ta cũng nhiều đức Phật giới hương định hương vị hương này ngày hôm nay để chứng minh rằng quý vị đã tròn bổn phận của bảy Phật tử. Đức Phật dạy có hai hàng người trên thế gian này, người làm ơn và người giúp đại ơn. Quý vị tỏ hết nỗi lòng về vấn đề lịch sử của một kỹ sư từ trẻ tuổi đến tuổi này, và với nghị lực cũng hy sinh cuộc đời thì tuổi trẻ tưởng là cái thiên tài của một người không có chi mà lại không phải như vậy, mang đầy đủ đức tin, đầy đủ nghề lực và đầy đủ tài sản của thế nhân. Thì mong quý vị cũng vậy, nếu mà đức Phật này có những cái gì thì đã thể của ngài cũng như vậy. Vì ngài là một người có màu có máu mà không có tham sân si, thì quý vị cũng vậy, vì sẽ đạt tới một cái dòng máu rất là trong sạch, dòng máu không tham sân si. Việt Nam rồi ở lại Tam Bảo Đường
tại thành phố Đà Nẵng một năm vào năm 1957. Năm 1958, ngày vào chùa Pháp Hoàng của thầy Hổ Giác tại gia đình Sài Gòn và ở đây 6 năm. Năm 1964, ngài nhận được học bổng đi du học tại trung tâm Nalanda, Ấn Độ. Cũng trong năm này, ngài viếng thăm Bồ Đề Lão Tràng, lúc đó ngài 35 tuổi. Ngài đã đậu bằng cao học về Phạm ngữ Pali vào năm 1970. Về sau, ngài đến ở Bồ Đề Lão Tràng 9 năm, từ năm 1970 cho đến 1978. Hai năm đầu của khoảng thời gian này, ngài học về cổ sử Ấn Độ và Á Châu. Năm 1979, ngài rời về Tân Địa Lý và ở đây 2 năm, rồi sang Hoa Kỳ năm 1981. Ngài làm chùa Tỳ Viên tại Hoa Thành Đô vào năm 1982 và Thích Ca Thiền Viện Arivasan, South California vào năm 1988. Về thiền tập, ngài bắt đầu học thiền tứ niệm xứ năm 1967 với thiền sư Bodh. Sau đó ngài theo học pháp môn này nhưng nhấn mạnh về thọ niệm xứ với thiền sư Gaya 6 năm, từ năm 1969 đến năm 1974. Từ năm 1975 đến năm 1980, ngài tiếp tục học thiền tứ niệm xứ với nhiều thiền sư, kể cả Dipama, Vasthapa, Thamporu. Và năm 1980, ngài sang Miến Điện thực hành pháp môn này 6 tháng với cố đại lão hòa thượng thiền sư Mahasi Sadao. Khi thiền sư mãn nhiệm thực hành, ngài sang Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 năm 1981 và bắt đầu hướng dẫn niềm tin niềm xứ tại đây cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài đã dạy thiền hàng năm cho các thiền sinh tại Hoa Thành Đốn từ năm 1982 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Kể từ cuối năm 1988 tại chùa Phật Ân, Minnesota, từ năm 1992 đến năm 2002 tại chùa các chùa Pháp Luân, Đạo Quang và Hương Đạo ở Texas từ năm 2000. Với kinh nghiệm thực chứng từ các kim cung, từ tâm và sự hướng dẫn tận tụy khéo léo, ngài đã giúp thiền sinh an hưởng nhiều lợi lạc và để lại trong tâm cảm các thiền sĩ một niềm kính mến vô hạn. Ngoài ra, ngài còn hướng dẫn khoảng 20 chuyến đi hành hương sư Phật tại Ấn Độ từ năm 1981 cho đến nay. Nhờ kiến thức về Phật pháp và kinh nghiệm sống tại Ấn Độ, ngài đã đưa thiền sinh đi thăm viếng bốn động tâm, nhiều tâm khác, các thức thú và hứng khởi gia tăng đức tin vào tam bảo, giúp đỡ rất nhiều.